xui rồi. Rồi. Gãy hello tất cả mọi người nha, lỗi là lỗi do Đinh Thanh Nhi nha, chứ không phải lỗi tại ai nha. Nói chứ mọi người ơi, những anh chị em bạn bè đó như Thuận Lệ Vân, và lời nói đầu tiên xin cho phép Phơi Đế Chủ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương tới tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV, kênh YouTube của anh Hiệp Lang Thang, kênh YouTube của Thu Con Gái Biên Chiên, kênh của Hân Trần Official. Có những anh chị em bạn bè nào mình ở gần hay là ở xa, ở Canada hay là ở Mỹ, ở Úc hay là ở nước ngoài đó, mọi người coi clip vui vẻ thì mọi người giúp tụi em đó, mọi người hãy like và subscribe đăng ký kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV, đăng ký kênh của anh Hiệp Lang Thang, đăng ký kênh của Thu Phương Cái Biên Chiên, đăng ký của anh Hưng Trần Official. Tại vì một cái máy điện thoại bạn có thể đăng ký được 10 cái YouTube, 20 cái YouTube, 30 cái YouTube được, cho nên mọi người cứ tha hồ đăng ký. Tại vì sao mà em cứ năn nỉ mọi người ở xa hay ở gần phải giúp em đăng ký, là tại vì khi mà mọi người thương em cũng như thương anh YouTube là nắng cũng quay nè, mưa cũng quay nè, tại vì sao quay để mọi người ở nhà, mọi người có video mọi người coi đó. Mọi người thương em cũng như thương anh YouTube thì mọi người hãy like và subscribe đăng ký để giúp cho anh YouTube có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, nhiều cô dì chú bác mà buôn gánh bán bưng như chị em cộng đồng LGBT tụi em nói chung cũng như nói riêng, thì em rất là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những anh chị em bạn bè thời gian vừa qua, dịch hay là không dịch, rồi lớp nào mưa bão mà vẫn dành thời gian, vẫn dành chút thời gian để mà nén vào ăn ủng hộ cái Biên Chiên em, rồi ủng hộ những người chị em cộng đồng LGBT xung quanh đó. Em rất là cảm ơn mọi người nha. Mọi người, em rất là mong mọi người like và chia sẻ và subscribe đăng ký kênh của các anh để mà các anh có động lực và quay nhiều clip hơn nữa nha mọi người. Ủa của anh lấy cải chua ở đầy đủ không em quên rồi. Dạ, Thu Phương hát mà bài Thu Phương. Thu Phương ơi, cho Nguyễn nói Thu Phương hát cái bài Bông Hồng Cài Áo đi, tháng 7 nè Thu Phương. Bông hồng cài áo. Hát sao vậy? Một bông hồng gì đó, có bài hát về mẹ á. Cái gì? Hồng cho em hả? Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ đó. Ủa, anh hát luôn đi, em quay anh luôn. Anh hát không hay, tôi thường hát ngay. Đây, khán giả chuẩn bị chờ Thu Phương hát nè. Qua 100.000 đây. Thu Phương sẽ đi công cha như núi nước trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, tù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Em sẽ hát tặng mọi người bài hát về mẹ nha. Hát một đoạn thôi nha mọi người, ví dụ em có hát sai gì mọi người bỏ qua cho em nha, tại vì em hát để mà phục vụ cho mọi người thôi, tại vì lễ Vu Lan tháng 7. Mẹ là mừng thầm đưa con đi lên đỉnh cao, mẹ là vì sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong sao con yêu thành công, mẹ là ánh sao cho mai sau con sẽ nên người, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lam lũ vì con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Đó, khúc đó là bể bóng luôn á mọi người. Nói chứ mọi người ơi, bữa đấy chị Thu Phương chúc cho cả nhà yêu tháng 7 mùa Vu Lan thật là ý nghĩa nha. Ai còn mẹ thì đừng để làm mẹ buồn, đừng làm mẹ khóc lên mắt mẹ nha, hãy làm cho mẹ vui hơn. Những ngày mình còn bên mẹ, bên ba thì mình hãy làm cho cha mẹ mình vui lên nha, tại vì mùa Vu Lan rất là ý nghĩa luôn. Rất là cảm ơn tất cả mọi người nha. Và đấy Vũ Thu Phương chúc cho mọi người có một vài tháng 7 mùa Vu Lan thật là ấm áp bên gia đình, ấm áp bên cha mẹ đó, rất là mong mọi người luôn. Bởi vậy thương Thu Phương thì mọi người hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 đó. Thứ hai em bán tới thứ bảy nha, chủ nhật là em official nha mọi người đó. 5 giờ chiều em bán tới 10 giờ tối, song song vào đó là 11 giờ 12 giờ khuya em còn là dắt đó là em sụm nụ đó nha mọi người đó. Như mấy má đó là em bấm quẻ đó, em bấm quẻ mấy má là cái quẻ ngược lại em đó là em sụm nụ là 11 12 giờ em vẫn còn. Ủa nay bấm ra để bưng ra 100 lấy tiền để Ú nói nha. Em chào bé Ú đi à. Trăm lộn xộn gì vậy? Trăm lộn xộn gì vậy? Ủa đó mời nè, mấy anh YouTube ăn bánh trung thu đi, em mời á. Ủa bánh trung thu ăn chay được không? Đậu xanh á, ai biết? Đậu xanh là
chạy. Có đậu xanh đó là. Đậu xanh là lắm, ăn này đi. Thôi chết rồi, có trứng muối có sao không trời? Bỏ miếng ra, đậu xanh trứng muối là không được. Sao? Trứng nó đậu xanh. Một trăm lộn xộn mới vậy. Quay lại này nó dừng nè, ngủ rồi ra đi chơi, chú ơi, tất cả mọi người dừng lại hả? Lá hồi nếu có vui nữa thì... gì lên em, hai em là con gái thiệt đúng không? Em thấy ghét cái sờ em ôi ôi ghét cái sờ. Rồi hai đứa ăn kẻ chua ớt đầy đủ ha. Dạ. Mấy em ăn ở đây hay sao vậy? Yến Trang, Yến Nhi đó ngồi đi bé, chị đem lại cho hay là em cũng đứng coi chị? Em đứng coi chị. Ok, chia sẻ nha chị em mình cái gì cái nha. Đây là kẻ chua BD, em chị phải ngâm 7-49 ngày đó. Ôi em gái dễ thương quá. Có hai ngôi sao trẻ chuyển giọng đó mọi người. Hai bé gái rất là sáng sân khấu nhưng ớt nhiều đúng không em? Chị biết rồi, chị cà khịa đó. Chị để lên màn em nha. Chào mọi người đi em. Dạ chào mọi người. Sanyasio. Sanyasio. Cái ghét quá vậy trời. Simonica, Simonica, Sawanica, một nạn nà, khạp 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 la. Ngon đúng rồi. Ở đây phải ngon. Ngon vô vậy gì? Trời ơi, nó đổi cái nào cặp trai vậy con này? Mày giống chị quá vậy? À, ok, 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 ok. Chữ bí mật nha, chị em mình biết nha, không có nói tới nói lui nha không? Ờ, ok. Ai vợ vô đây nè em? Đừng có đứng ở ngoài chị, chị không có biết đâu. Không có tìm điểm khác nhau đâu, vô đây nè. Vô đây mình chơi trò chơi là lựa cái viên viên nha, bút xê. Em ăn cái nào thích cái nào, em phê cái nào em bỏ vô. Từ từ, chỉ từ từ, đứng lại. Trời ơi, đừng có trả thù chị Vũ bán bún nha, chị kêu bún nha. Đây, hai cái này. Hai cái hồ lô. Cái nào nữa bé yêu? Cái này chả cá miếng. Ok em. Rồi, cái nào nữa không? Rồi, 40, 60, 90. Của em 90 đó, nhớ số báo danh giùm chị nha. Đây là Trúc Lam, Trúc Linh nha. Đây là Yến Trang, Yến Nhi. Hôm nay là được 4 bé đến ăn ủng hộ cái dân chiên vui vẻ. Cảm ơn mấy bé nha. Của em nhiều, của em 100. Của em 90. Rồi, chị nhận tiền của 4 đứa rồi nha. Ăn ngon nhớ ủng hộ chị nha em. Ra rồi hả? Dễ thương ghê. Bốn đứa giờ chị không biết chọn ai vô nhóm nữa nè. Sợ chị chẳng biết làm sao, chẳng biết làm sao khi tình yêu em ở giữa hai con đường. Ôi trời ơi, em đi cho mặt mày mượn. Tao nói cho mày nghe là cái trời. Tháng 7 này là mùa cô hồn, là mùa của mày. Chứ tao không có sợ mày đâu, tao nói cho mày nghe. Qua tháng 8 này mày muốn làm gì làm sao. Mày nói sao mày khỏi nói, mày khỏi nói. Ở đây không có sợ mày đâu. Trời ơi, mày vô tự nhiên mày nói mày chúc mừng năm mới. Tự nhiên ai chúc chị ơi, trung thu vui vẻ. Mày khỏi chúc, một tối nữa tao gửi cho mày hai cái lồng đèn bự nè. Cái miệng mày quá trời. Trời ơi, qua tháng 8 này tao cho mày tắm mắm tôm là kiên trùm, tao nói cho mày nghe. Không phải tao sợ mày đâu, mày quên ai hả? Mày nhờ ai mà mày có ngày hôm nay mày quên rồi hả? Bây giờ mày sai hai con ngang nha đầu này ra trả thù cho tao phải không? Hay là sao? Có kiên trần đó mọi người, kiên trần là thằng quỷ đây nè, không có giống sếp nha. Ở trong hình nó đẹp lắm, khỏi trời môi. Bà khỏi trời môi. Cái miệng bà trời quá, bà khỏi trời môi. Đó bây giờ là được bé này gọi mới gặp trực tiếp được mày, kiếm mày khó quá, tháng 7 kiếm mày khó quá. Mày khỏi liêu liêu, mày khỏi lè lưỡi. Những gương mặt vàng của mày tao sẽ đưa lên mạng. Tá xả la nha Kiên Trần nha. Khỏi liếu liều, mày khỏi liếu liều. Ngồi đây cho mày ăn đồ gấp nè, mày khỏi liếu liều. Liếu liều không? Liếu liều không? Quá trời cái miệng. Kiên vô cà khịa thua thôi. Kiên gia luôn miệng á. Dĩa em gái Kiên Trần hả? Em gái Kiên Trần đúng không? Trần hả? Em là Kiên Nhẫn đúng không? Em bạn Kiên Trần. À bạn Kiên Trần. Tưởng hai đứa em gái của Kiên Trần gia em nha. Ờ tưởng hai đứa em là em họ của Kiên Trần chứ Kiên Nhẫn. Kiên Nhẫn chứ Kiên Trần. Em đổ Kiên Trần ra. Tốt mấy. À. Hai nhỏ tính cho nó
hiện ra nó cũng qua đốt quán tôi nữa kìa. Thôi chết rồi. Thôi cái gì cái gì. Đúng rồi đó, em nói chỗ đó là sáng. Chị sáng là em sáng cái gì em. Sao em lặng quá vợ, hát thì em hát tặng gì. Rồi em hát cho chết luôn. Thôi kệ, hát bài, hát đoạn thôi. Rồi nó hát cho chị nghe kìa. Hát đoạn đi, hát đoạn nặng gì đi. Nó hát cho chị nghe nè. Hát đoạn nó học cái chiên nha. Ờ, hát đi chị cho cải chua nhiều. Hát đi em, hát đoạn rồi. Chết rồi. Hát gì tặng chị đi. Hát hát lại đi. Trời nhưng mà chị nhảy không hay đi. Bài gì cũng được hết. Sẽ luôn thân gần đây em. Sẽ luôn là vòng tay ấm em. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em. Lắng nghe từng lời em luôn nói. Vì em luôn đẹp nhất. Vì em chị em mà chị hung bánh bèo rồi chị bị tổ quật á.